Xin chào quý vị các bạn, hôm nay chúng ta đến buổi giới thiệu sản phẩm đến từ Alophone Việt Nam. Như các bạn đang thấy, đây là sản phẩm Sony Ericsson Loop 705 nắp trượt của bên Alophone Việt Nam. Đây là phiên bản nắp trượt của chúng tôi. Chúng ta cũng để là nhân vật chính và xem phụ kiện đi kèm của nó là cái gì. Đây chúng ta sẽ được tặng một cái dây sạc của Sony Ericsson và một cái tai nghe. Hiện tại khít sạc của nó rất nhiều người là cắm được. Chúng tôi sẽ hướng dẫn đây là luôn, đây là dấu xét của nó. Các bạn nhìn dấu xét không? Mình cắm vào đây, cắm trực tiếp. Tất cả mọi sản phẩm Sony đều dấu xét và cắm trực tiếp vào. Tại bên đây có hai càng để sạc luôn. Kèm theo đó là một cái thẻ bảo hành. Cái này thì rất là quan trọng đối với mua hàng online, bởi vì mua hàng online quan trọng nhất là khâu bảo hành. Chúng ta có thể được bảo hành ở đây là 6 tháng, những sản phẩm trượt bảo hành 6 tháng. Địa chỉ thẻ bảo hành ở đây là 3L4/5 Trần Trường Chinh. Chúng ta có thể qua đấy để bảo hành. Cùng nhân vật chính chúng ta đây là cái phiên bản màu đỏ. Chúng ta có nhìn thấy các biểu tượng của nó là màu đỏ hết luôn. Thậm chí cái phần bên trong của tai nghe Sony làm rất kỹ là cũng màu đỏ luôn. Biểu tượng đằng sau của nó đây là Sony cũng màu đỏ, và giải âm thanh này nó đồng màu với phiên bản màu đỏ. Kèm theo đó là cái phiên bản màu trắng vàng. Cái bài gọi là màu trắng đen hay trắng vàng đều được, tại vì cái giải của nó rất là màu vàng và đằng sau của nó là màu đen. Chúng ta nhìn thấy giải âm thanh của nó màu vàng trùng màu với đây biểu tượng của nó màu vàng. Và âm thanh bên trong cũng màu vàng luôn. Đây chúng ta đã lắp pin của nó sẵn cho các bạn thấy. Đây là màn hình zin của Sony, các bạn nhìn thấy không thể nào mà lẫn đi đâu được, tại vì nó quá đẹp rồi. Thì đây là chúng ta sẽ mở lắp lưng pin, có một cái lẫy là chúng ta gạt sang để mở. Đây là khe cắm, đây là pin dung lượng là 1000 mAh. Đây là khe cắm sim và đây là thẻ nhớ này chúng ta sẽ dùng thẻ nhớ M2 nhé. Hiện tại bên mình đang nhập về nhưng mà chưa có nhập tới, thì các bạn có thể mua bên ngoài cũng có bán. Khi nào mà lắp nắp rồi chúng ta sẽ gắp gai lại, chốt lại cho nó chắc. Ở đây chúng ta có nhiều phiên bản thứ tiếng, kiểu tiếng Anh, tiếng Trung hay là tiếng gì, tất cả mọi loại tiếng Indonesia, Malaysia đậu hết. Cái phiên bản Sony nó rất là nhiều thứ tiếng. Chúng ta chọn cái chế độ của đây là chụp ảnh. Với cái chụp ảnh 3.2 của Sony thì nó rất là nét rồi. Các bạn thể nhìn thấy đây không ạ? Mình sẽ cho nó nhìn thông qua điện thoại sẽ hơi mờ, nhưng mà nếu mà nhìn trực tiếp thì nó tuyệt vời lắm. Mình sẽ đề cập đến cái phần bên trong của nó là gồm những cái như thế nào. Đây là menu của nó bao gồm tin nhắn, danh bạ hay là game giải trí, internet, rất là nhiều thôi mà. Chúng ta sẽ thử cái âm lượng nhạc chuông của bên Sony này như nào. Cái Sony duy nhất của nó là nhạc chuông Sony Pháp. Tăng nút tăng âm lượng và chỉnh âm lượng to lớn nhỏ ở đây các bạn nhé, rất là lớn. Đó, đây là nhạc chuông của Sony từ xưa đến nay rồi. Khóa trượt xuống là các bạn sẽ là khóa bàn phím, mở lên là sẽ tự mở. Khi nào chúng ta có thể nhìn thấy ở đây có một cái biểu tượng chúng ta, đây là biểu tượng nghe nhạc rồi là biểu tượng nó rất là nhỏ ơi là nhỏ luôn các bạn. Nếu mà nhìn thấy ở đây sẽ nhìn thấy cái biểu tượng của nó là Sony ở đây. Cái này chúng ta đầu tiên thì mình sẽ không hiểu nó là cái gì cả, nhưng mà khi mình sử dụng ấy thì nó sẽ gọi đây là nút nghe nhạc nhanh. Bấm cái nó sẽ là nghe nhạc nào, đó các bạn thấy không? Khi chúng ta phải gắn thẻ nhớ đây thì hiển thị nhạc để chúng ta nghe nhạc thoải mái hơn nhé. Được. Bàn phím của nó rất là đẹp, các bạn nhìn thấy họ. Đó, cái nút giữa rất là đẹp, nút home nó rất là đẹp. Mọi người hãy like và chia sẻ cái video của mình để chúng ta có thể được cập nhật nhiều sản phẩm hơn nữa. Mỗi lần chúng ta sẽ có mỗi một tuần là sẽ có nhiều sản phẩm thêm nhé các bạn nhé.